Ta-da! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Dạo này mình thích cái góc này các bạn ạ. Tại vì mình đỡ phải đi đâu mà mấy thằng editor phải mang hết máy đèn đi các thứ đến đây setup cho mình. Tiện. Thời điểm này này là cái thời điểm mà sinh nhật của Lazada. Rồi Tiki cũng có rất nhiều chương trình kích cầu mua sắm online, siêu sủng các thứ giảm giá nhiều vãi cả trường luôn. Thế mình tin là cái nhu cầu mà các bạn mua hàng online ở cái khoảng thời gian này này sẽ vô cùng nhiều. Đặc biệt là nếu như các bạn muốn mua sắm những món đồ điện tử, công nghệ thì trên cả Tiki, Lazada cũng quá trời sự lựa chọn với rất nhiều những sản phẩm được giảm giá cực kỳ hấp dẫn. Thế nên là mình muốn chia sẻ, nên là mình dùng từ chia sẻ đến cho các bạn một cái tip nhỏ để giúp các bạn có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi các bạn mua sắm online như vậy. Đương nhiên là cái điều đầu tiên các bạn sẽ có thể săn được những cái voucher để mà giảm giá thì nó là cái điều mà thực sự là quá tuyệt vời rồi. Nhưng ngoài cái việc áp dụng voucher ra, chúng ta cũng có một công cụ khác để các bạn có thể được hoàn tiền khi các bạn mua hàng online như vậy. Và cái công cụ mà mình muốn nói đến chính là Shopback. Đó. Đương nhiên, nếu mà nói về Shopback thì mình đã có vài video chia sẻ về cái ứng dụng này rồi. Và cũng có rất nhiều anh em đã làm về cái ứng dụng này. Có thể các bạn đã quá quen rồi, nhưng cái video này có thể sẽ dành cho những bạn chưa biết. Và mình vẫn phải nhắc lại, Shopback là một trong những công cụ vô cùng hiệu quả để giúp các bạn có thể được hoàn lại một phần tiền khi các bạn mua sắm những món đồ công nghệ, có thể nói là đắt tiền, xịn sò, hoặc thậm chí đơn giản là những món đồ mà các bạn có thể mua cho gia dụng hàng ngày, như kiểu vợ mình mua mỹ phẩm chẳng hạn, mua tã cho con gái mình chẳng hạn, nó cũng đều được hoàn tiền hết thông qua Shopback như vậy. Rồi đây, đương nhiên nó sẽ luôn luôn ở ngoài màn hình chính của mình tại vì dùng nhiều mà. Rồi thì ngay lập tức mở vào cái giao diện của Shopback này thì các bạn có thể thấy cái phần Lazada đã được giảm sinh nhật lên tới 50% và hoàn tiền lên đến 20%. Ui, Shopee cũng có, Tiki thì chiêu đãi đến 50% và hoàn tiền lên đến 6%. Ui, được thực sự luôn. Thì khi các bạn kéo vào cái giao diện ở phía bên dưới này, các bạn lưu ý nhé, cái này là mình phải chia sẻ luôn, là các bạn sẽ có rất nhiều những cái phần mục để các bạn có thể tìm kiếm. Và ngay ở bên ngoài như thế này này, chúng ta cũng đã có những cái thông tin được sale. Ví dụ như bản tin sale trong tuần thì Lazada sale ngày nào, hoàn tiền bao nhiêu, rồi Shopee, rồi Lazada, rồi Tiki các thứ. Nói chung là khi mà các bạn mà đang suy nghĩ là săn sale không biết săn ở đâu bây giờ cho nó hợp lý, thì Shopback cũng tổng hợp tất cả những cái deal này để giúp các bạn có thể mua sắm nó một cách dễ dàng hơn. Nói chung thì đây, bấm vào Lazada một cái. Đấy, hoàn tiền đến 20%, trước kia chỉ có 7,5% thôi. Và đặc biệt là đối với những bạn mà lần đầu tiên sử dụng ạ, thì chúng ta sẽ có một cái phần ví dụ là tặng 75k đơn Lazada đầu tiên. Tức là nếu như các bạn mua một cái đơn đầu tiên trên Lazada có giá trị tầm khoảng 500.000 trở lên thì các bạn sẽ được tặng ngay 75.000 vào tài khoản Shopback, sau đó các bạn có thể rút về được. Đấy, và mình vẫn phải nhắc lại một lần nữa nha các bạn nhé, đây mình chia sẻ luôn. Đấy, mình đã có thể rút về được rất nhiều tiền. Và đây các bạn nhìn cái quả hoàn tiền của mình nó cũng hấp dẫn không? 19 củ! Nếu các bạn không biết, năm vừa rồi hai vợ chồng mình tốn hơn 200 triệu tiền mua đồ online. Phải chưa? Kinh vãi đạn. Ok rồi, bây giờ đi vào vấn đề chính nha. Rồi, ví dụ như các bạn vào Lazada này, bấm vào. Rồi, các bạn thấy chưa? Rất nhiều. Bấm vào đây. Đó, sau đó nó sẽ kéo sang một cái phần và số tiền hoàn này thì các bạn có thể thấy một vài những gian hàng hỗ trợ hoàn tối đa lên tới 20%. Ví dụ như là Maybelline này, rồi gian hàng chính hãng các kiểu thì các bạn cứ tham khảo ở đây. Sẽ có những cái mục khác nhau với những cái thể loại hàng khác nhau để các bạn sẽ có những phần hoàn tiền khác nhau. Cái này thì các bạn quen rồi đúng không? Và các bạn bấm vào mua ngay. Ngay lập tức nó sẽ được chuyển sang cái ứng dụng Lazada và các bạn đơn giản lúc này chỉ là mua sắm trên Lazada như bình thường mà thôi. Để nói lại một lần nữa cho dễ hiểu, các bạn chỉ cần cài Shopback, đăng ký một tài khoản Shopback, add tài khoản ngân hàng các thứ của bạn vào. Sau đó các bạn truy cập vào những ứng dụng như là Lazada, như là Tiki thông qua Shopback và các bạn mua hàng như bình thường để các bạn được nhận về một phần tiền được hoàn lại. Dễ đúng không? Còn bây giờ đương nhiên là mình có thể mua sắm trên Lazada này được rất là nhiều thứ. Ví dụ, ui, đây Redmi Note 10 mới ra mắt này, giá mấy hôm nữa sale cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó. Xong rồi ví dụ như Oppo A73 này, đó, kéo xuống bên dưới còn rất nhiều thứ khác, SSD này. Nói chung là cái gì các bạn cũng có thể mua được hết trên này. Đó, và đây là Lazada nhá. Giờ mình sẽ quay lại Shopback này, mình sẽ sang Tiki chẳng hạn. Đấy, bấm vào Tiki này. Trời ơi, đấy, chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái phần khác nhau để hoàn tiền lại. Các bạn bấm vào, mua ngay. Chuyển sang Tiki. Thì lúc này các bạn cũng có thể mua sắm trên Tiki này một cách rất là dễ dàng. Ví dụ như các bạn tìm kiếm, đó, Sony VK2 1014 chẳng hạn, rất là nổi bật luôn đúng không? Đấy, ui,
5.990.000. Bình thường cái con này ở ngoài mình thấy bán nhiều chỗ rẻ lắm á, thì nó cũng phải cỡ 6.490.000, mà chỗ này giảm được thêm 500k nữa mà nó được bán thông qua tiki chết đinh ấy, thì việc gì mà các bạn suy nghĩ đúng không? Đây đây đây, đây là con tai nghe Sony VK2000XM3 mà mình đã từng dùng từ rất lâu rồi. Con này thì thực tế để mà nói nghe vẫn quá ngon, và cái trải nghiệm âm thanh nó mang lại vẫn thực sự rất là tuyệt vời, nên là mình vẫn chưa đổi sang VKH1000X14. Nhưng mà lời khuyên của các bạn bây giờ, nếu mà mua thì mua VKH1000X14, tại vì nó sẽ thông minh hơn và pin trâu hơn, nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà thực ra là con này vẫn ok quá nên là mình chưa đổi các bạn ạ. Được thực sự đúng không? Đó. Hay. Đây, các bạn nhìn thấy cái mic này đi. Đây là AKG Lyra, cái micro để mà mình thu âm trong những cái job gì đó mình cần cái voice của mình là chính, voice off này, hoặc là mình thu thêm một cái gì đó, thì cái micro này các bạn cũng có thể mua trên Lazada với mức giá cực kỳ ngon, chỉ khoảng tầm 4.5 triệu. Nó rẻ hơn so với cái giá gốc của nó lên tới hơn 500k, và đây cũng là một trong những cái con mic mình cực kỳ ưng ý và setup với hệ thống máy tính của mình. Nó rất nhiều tính năng luôn, thu âm thì thực sự rất là tuyệt vời. Hay. Đây, các bạn thấy cái này không? Đây là một trong nhóm móm phụ kiện mà mình cực kỳ thích ở thời điểm gần đây. Mình đang dùng với iPhone. Đấy, đây là iPhone 12 Pro Max của mình. Pew! Sạc luôn, các bạn thấy không? Đây, đang báo sạc luôn đây. Nhìn được thực sự luôn đúng không? Cái vấn đề ở đây đấy là cái con sạc này này, nó vừa có thể sạc được cho iPhone 12, 12 series thôi, tại vì nó có nam châm, mà chúng ta lại vừa có thể sạc được thêm một cái tai nghe, cụ thể ở đây là một cái tai nghe AirPods. Các bạn có thể để AirPods Pro, AirPods 2 vào đây, cái bản sạc không dây ấy, đều có thể sạc một cách rất là ok luôn. Nó mức giá của cái đế này là khoảng 1.190.000 trên Tiki có bán. Và đương nhiên khi mà chúng ta mà mua thông qua Shopback thì các bạn sẽ được hoàn về một phần tiền để chúng ta có thể làm việc khác nữa. Đấy, được đúng không các bạn? Thực ra còn nhiều cái thì các bạn có thể mua được lắm. Ví dụ như đây, một cái đèn nhỏ nhỏ như thế này mình cũng mua online. Đây là một cái đèn để mà giúp mình có thể chiếu sáng cái không gian khi mình làm việc, bảo vệ mắt một cách tốt hơn, tùy chỉnh được đấy, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng này, nó để bảo vệ mắt một cách tốt hơn, cũng rất ổn. Màn hình như thế này thì bây giờ những nơi như là trên Tiki bán những cái màn hình 4K như vậy nó cực kỳ nhiều luôn. Mình thì đang dùng một cái màn hình của LG, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự lựa chọn khác trên Tiki được luôn. Nói chung là những cái món đồ điện tử như thế này các bạn có thể mua rất dễ dàng trên cả Tiki hay là Lazada. Tiki thì chúng ta có thể mua được những sản phẩm kiểu có mức giá cao như là màn hình, máy tính các thứ đều ok. Thậm chí Mac Mini như thế này các bạn cũng có thể mua trên Tiki một cách rất là dễ dàng. Lazada thì các bạn thích thì chúng ta có thể mua những món nhỏ nhỏ hơn, dễ dàng hơn. Và thậm chí các bạn có thể mua những món đồ vô cùng đơn giản, ví dụ như đây. Đấy, đơn giản như này thôi mà tìm mua bên ngoài hơi bị khoai nha. Giá bao nhiêu? Có 150.000. Nhưng mà các bạn thấy đẹp không? Hoàn thiện bằng kim loại. Đấy, trên bọc da. Được đúng không? Cái này hồi đấy mình mua trên Lazada có 150.000 phải. Đặt tai nghe lên. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Các bạn thấy sao? Đấy, nói chung ấy, mình chỉ chia sẻ một phần thôi, chứ còn nếu nói cho đúng ra mình show hết tất cả những món đồ mà mình đã mua online ở đây cho các bạn xem thì chắc là mình phải show hết cả cái studio này mất. Tại phần lớn là mình mua hàng online, và cũng bởi vì thế nên là với những ứng dụng như là Shopback, nó thực sự rất là phù hợp với những người gọi là nghiền mua sắm online như mình. Thậm chí vợ mình bây giờ mà có cái cuộc thi nào mà nói về một tuần không mua hàng online là đố vợ mình tham gia được luôn. Tại vì ngày nào cũng lướt Lazada, Tiki, Shopee cái thứ để mua đồ online. Trời ơi, làm sao mà cai nghiện được. Đôi khi nó là cái nghiện rồi các bạn ạ. À, mà đừng quên là trên Shopback này này, chúng ta còn có phần ưu đãi hot. Đấy, bấm vào để các bạn có thể lấy được rất nhiều những cái mã giảm giá. Mã giảm giá luôn nha, trên Lazada, trên Tiki rất là dễ dàng. Ví dụ ở đây trên Lazada này, ví dụ đây, Lazada Shopback độc quyền giảm 30k cho đơn hàng từ 250k. Lấy mã, lấy luôn. Các bạn thấy chưa? Copy mã ai mua sắm, ok luôn, nhảy sang đó, thì tự nhiên các bạn có cái mã giảm giá rồi. Đấy, thậm chí chúng ta còn cái phần mời bạn có một cái mã giới thiệu này để mà các bạn còn nhận được 30k, ok luôn đó. Nhiều gái lắm, nhiều gái lắm. Thế nên là bạn nào mà đã và đang sử dụng Shopback rồi thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới để xem cảm nhận của bạn với Shopback là như thế nào. Còn bạn nào mà chưa cài, chưa dùng nhá, thì cài ngay đi và dùng luôn đi. Trời ơi, một ứng dụng hay như thế này mà giờ còn chưa biết thì thực sự là quá buồn luôn. Link tải mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn dễ click vào nhá. Còn bây giờ thì bye.